Ok cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nông Thôn Vlog nha. Thì ngày hôm nay em sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức mẹt bún đậu mắm tôm rồi cả nhà. Đó, nhìn quá chi hấp dẫn luôn nè. Mẹt bún đậu mắm tôm vợ em mới làm xong cả nhà. Nhìn rất chi là hấp ngon dẫn và ngon luôn. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Lời đầu tiên thì chị em xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và luôn luôn bình an và hạnh phúc nhất trong cuộc sống nha cả nhà. Thì hôm nay gia đình em sẽ mời cả nhà dùng mẹt bún đậu mắm tôm với gia đình em nha cả nhà. Mời cô chú cùng ăn. Mời cả nhà cùng ăn nha. Hôm nay có mẹt mắm tôm hết chi là bún đậu mắm tôm hết chi là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Bún đây cả nhà. Thịt ba rọi này cả nhà, quá đã luôn này. Đó. Nước mắm tôm này cả nhà ơi. Nha. Rất chi là ngon luôn cả nhà. Xuất sắc luôn cả nhà. Cua bánh tráng cả nhà. Bánh tráng có cái hấp dẫn hơn ha. Đá cả nhà.
em cuốn không cả nhà. Bự tà bá luôn nè. Quá đã luôn cả nhà. Đã luôn, quá tuyệt vời luôn. Cũng lâu rồi mà chưa ăn bún đậu mắm tôm cả nhà. Bữa nay ăn cũng lại ngon thiệt. Thường thì vợ em, nhà em không có đi ra ngoài quán hay cái tiệm ăn được cả nhà. Thì em là vợ em nấu mà. Dạo này cả nhà thì em cũng rất là bận luôn cả nhà. Ban đêm thì đi hai chồng đi cạo á, ban ngày thì khi em đi làm việc này việc kia cả nhà, thành ra là cũng ít có thời gian mà để quay video thì cũng khá là lâu rồi cả nhà. Thì cũng rất mong cô chú anh chị và các bạn thì cũng sẽ luôn ủng hộ nông thôn Vlog và luôn đồng hành cùng em nha cả nhà. Hiện tại gia đình em đang ngồi ngoài vườn đó cả nhà.
ngoài ở trong nhà nắng nóng quá chịu không nổi luôn rồi nhỉ. Mà ra đây cũng nóng nhưng mà đỡ hơn nè. Trong nhà ngoài vườn có không khí mát này nhỉ. Trong nhà hầm lắm. Mắt bây giờ là ngủ cả nhà. Tại đêm thức hai chồng em thức từ 12 giờ cả nhà. 12 giờ tới tới giờ này luôn nè. Giờ này là hơn 12 giờ trưa cả nhà. Hai chồng em cạo là 12 giờ đêm tới sáng luôn. Xong rồi về ăn sáng. Ăn sáng xong rồi đi chút mụ cả nhà. Giờ này mới xong. Cho nên là cái mắt cũng hơi lim rim mà. Thank you.
À ngon cực kỳ luôn con nào. Còn miếng cuối cùng rồi nhỉ. Mà cả nhà uống nước này nhỉ? Rồi cả nhà ơi. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây cả nhà. Thì rất mong quý cô chú anh chị và các bạn xem video thì hãy cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ. Và bây giờ thì gia đình em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cô chú, ngày mai lập lại.